Mới đây, các bệnh viện Chợ Rẫy, Nhiệt Đới, Nhân dân 1 năm và Nhân dân Gia đình đã chuẩn bị thêm 1.000 giường hồi sức tích cực ICU cho bệnh nhân COVID-19 trong tình hình nguy kịch. Cụ thể, bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Nhiệt Đới Thành phố Hồ Chí Minh mỗi nơi chuẩn bị 300 giường, bệnh viện Nhân dân 115 chuẩn bị 250 giường và bệnh viện Nhân dân Gia đình 150 giường. Theo đề nghị của Sở Y tế, để tăng cường 1.000 giường này, hai bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Nhiệt Đới sử dụng giường hiện hữu tại các khoa lâm sàng sẵn có với điều kiện tối thiểu gồm oxy, khí nén, hệ thống hút. Sở Y tế chuyển đổi công năng hai bệnh viện quận, huyện trở thành cơ sở chuyên điều trị COVID trực thuộc Bệnh viện Nhân dân 115 và Nhân dân Gia đình. Theo đó, chuyển đổi công năng bệnh viện huyện Bình Chánh thành bệnh viện điều trị COVID cơ sở thứ hai của Bệnh viện Nhân dân 115. Mới đây, Công an thị xã Gò Công cho biết đã bắt quả tang 13 thanh niên tụ tập sử dụng hàng và tiến hành test nhanh. Một người trong nhóm dương tính với COVID-19, hiện tại cả nhóm đã được đưa đi cách ly. Theo điều tra ban đầu, lúc 9:30 ngày 9 tháng 7, từ tin báo của người dân có nhiều nam thanh niên nữ tụ tập có biểu hiện nghi vấn tại một ngôi nhà nuôi chim yến ở xã Long Thuận do ông Nguyễn Tâm Đăng 40 tuổi ngụ phường 4 thị xã Gò Công làm chủ. Công an đã đến kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 13 người, trong đó có 10 nam và 3 nữ tuổi từ 17 đến 29 tụ tập sử dụng hàng. Công an xã Long Thuận đã mời cả 13 người về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả 13 người thừa nhận hành vi sử dụng hàng. Những người này từ các địa phương khác nhau như Long An, các huyện, thị xã khác. Công an đã lập biên bản để xử lý những người này. Qua test nhanh có một trường hợp dương tính là Nguyễn Thị Ngọc Tưởng, 26 tuổi, ngụ xã Quân Long, huyện Chợ Gạo. 12 người còn lại là F1 của Tưởng. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành đưa đi cách ly tập trung cả nhóm này. Thưa quý vị, chấm thi trong dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng giám khảo không chỉ đạt yêu cầu về năng lực, chuyên môn mà còn phải có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Khác với nhiều năm trước, chấm thi tốt nghiệp năm nay ngoài những yêu cầu về chấm thi, chú trọng việc thanh tra, giám sát toàn bộ quá trình chấm thi để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, còn phải đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng giám khảo không chỉ đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn mà phải có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Sau 2 ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra căng thẳng vì dịch COVID-19, các địa phương trên cả nước bắt đầu công đại chấm thi. Để chú ý nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh, khi việc chấm thi diễn ra trong bối cảnh toàn thành phố áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 và số ca nhiễm vẫn đang ở mức cao. Để đảm bảo kết quả chấm khách quan, các địa phương chú trọng việc chấm kiểm tra cũng như thanh tra. Theo thông tin được cập nhật, hiện tại ca nhiễm COVID ở Bình Dương đã vượt ngưỡng 1.000 ca. Các đô thị lớn nhất của Bình Dương và giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đều áp dụng chỉ thị 16. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn thành phố cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra sau khi có nhiều ca mắc mới trong cộng đồng ghi nhận tại Thủ Dầu Một, trong đó có khu vực phường Chánh Nghĩa và nhiều ca mắc là công nhân của nhà máy có trụ sở tại Thủ Dầu Một. Như vậy, cả 4 đô thị lớn nhất của Bình Dương, giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã giãn cách theo chỉ thị 16, bao gồm Dĩ An, Thuận An, Tân Nguyên đã giãn cách trước đó và Thủ Dầu Một. Bình Dương trưng dụng ký túc xá khu A, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Dĩ An, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một làm khu điều trị COVID-19.